giới thiệu các bạn, đây là tam giác. Đấy, đây hình tam giác đúng không ạ? Hình tam giác. Rồi. Đây là hình vuông. Đấy, hình vuông. Tam Out TV. Không giống, nhưng không sao. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của tôi. Và tôi là Lê Vinh Hải. Ngày hôm nay tôi có một ông anh sang nhà tôi chơi. Đây, xin giới thiệu các bạn. Đây là anh Đức Cháy. Anh sinh ra và lớn lên tại vùng Than, Yêu Dấu, Quảng Ninh. Các bạn người anh lúc nào cũng đen xì như này. Đấy, từ nhỏ anh nó phải sống trong một môi trường là than. Như anh làm than rồi. Ok. Bây giờ thì tôi có một số câu hỏi cho anh. Thì anh có biết nhân vật Tam Mau TV không? Không có, ngày xưa nhà ông Tiền thì đi làm rồi. Không biết. Không biết Tam Mau TV, nhưng anh không có mạng à? Không có luôn. Ok. Không có mạng hay nhỉ? Bây giờ thì tôi và cùng anh Đức Cháy sẽ làm ra một clip vui vui cho các bạn xem nhé. Ok, bắt đầu thôi. Bây giờ em sẽ vẽ lên đầu anh ba cái hình tròn tam giác vuông. Ok. Bẩn lắm. Bẩn nhá. Bẩn thì tí đi gọi đâu. Không có tiền. Sáng đã đi lên đây bằng Grab rồi mà em đã phải trả tiền rồi, bây giờ lại đi gội đầu lại mất tiền. Dạ vâng, thôi đi Grab bài đấy. Grab bài á? Grab bài rồi. Thế bao nhiêu đi gội đầu bao nhiêu? Cho ít nhất là tờ cũng có nhiều số cho. Rồi 50.000 gội đầu. 50.000 đâu, anh là không có tóc đâu, không có tóc đâu. Không có tóc thì 50.000 thôi. 50.000 sẽ không sạch. Thế lại còn phải tổng quất mắt xa đầu hay sao? Đúng rồi. Nhất là cho nó khỏe khoắn tí mệt. Thế bao nhiêu chốt lại bao nhiêu? 200 đi được không? Ôi bị dở mà 200. Tôi đi ở quận 1 thì chỉ mỗi cậu dâu không ấy mà đã mất 200 ấy. Tóc ít như này mà đi gội đầu mất 200.000. Vâng ạ. Rồi ngồi 200 nha 200. Vâng ạ, cảm ơn ông. Đây. Đâu đây? 200 nhá, xong. Đây 200. Ok. Được. Tôi dùng 200 này để tôi có quyền vẽ lên đầu của ông anh tôi Đúc Cháy. Tôi sẽ dùng cái bộ bút màu này tôi vừa mua. Đó, tại vì đầu anh không có tóc. Do vậy tôi sẽ dùng cái màu này để tôi vẽ lên hình như đầu anh ấy. À, chúng ta cũng bắt đầu nhá. Ok chưa? Ok. 200 thôi đấy. Ok, 200. Rồi. Làm công rồi mà. Đây. Rồi, tôi sẽ dùng màu đen nhá. Màu đen cho giống. Rồi, anh ngồi xoay ra đây một tí nè. Đấy. Rồi. Đầu tiên là hình gì nhỉ? Đây. Tôi sẽ vẽ giống hình như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Giống như này nhá. Ok. Tròn này, vuông tam giác. Rồi, tròn trước. Tròn trước. Anh xoay đây. Quay mất. Xoay đây, tròn trước. Đấy. Tròn. Ok, cái bút màu này vẽ nó lâu quá. Tôi lại tiếp tục tôi sắm thêm một loa McQueen nữa. Để xem là có thử ok không. Thực ra cũng đẹp chứ nhỉ. Thử nhá, thử một tí thôi. McQueen này. Ta mau là phải giống. Đúng không? Ơi, đừng ngay. Để cái đi, cái đường. Rồi. Anh nghèo nhưng cũng phải cho anh selfie cái gì. Đấy. Chơi cho mình đẹp. Tròn luôn. Tròn. Rồi. Bây giờ sẽ là. Rồi, xong là hình tròn rồi. Đây, anh cúi rồi. Đây, hình tròn. Đi chưa? Đi cái selfie đi. Đây, hình tròn. Xem nào, tiếp giờ đây hình gì nào. À, giờ đây là vuông. Rồi tiếp tục đi, hình vuông. Ok, hình vuông cái này. Anh xoay đây tí đây. À, đây này. Vuông.
Vâng, rồi. Các bạn xem đây. Đây. Rồi, yên tâm, tí có 200 nghìn đi, cậu đâu. Đây là tròn rồi này, đây là vuông. Ok, giờ tôi sẽ vẽ hình tam giác vào đây. Quay đây, anh quay đây. Rồi, tam giác ở gáy nữa đấy. Rồi. Tam giác. Tam giác hơi khó đấy. Đầu nhiều sẹo quá. Ok, rồi vừa rồi tôi vừa vẽ xong 3 hình tròn rồi, bằng mực queen. Ok chưa, bằng mực queen. Vì cái bút dạ này nó không được ăn cho nắm, do vậy tôi quyết định là tôi dùng cái mực queen của các bạn. Đấy, để vẽ lên đây, rất là đẹp. Quá chuẩn luôn. Giới thiệu các bạn, đây là tam giác. Đấy, đây hình tam giác đúng không ạ? Hình tam giác, rồi. Đây là hình vuông. Đấy, hình vuông. Hình vuông, quá đẹp luôn. Còn đây là hình tròn, mà anh xoay ra đây. Hình tròn. Ok. Rồi. Ok, vừa rồi tôi đã thành một họa sĩ. Đấy, tôi đã biến anh Tô trở thành một nhân vật trong một bộ phim dài tập của các bạn Tamao TV. Đây, thưa các bạn, đây hình tròn. Còn đây là hình vuông. Còn phía đằng sau gáy này. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Còn gáy này là hình tam giác. Đấy. Các bạn thử xem nhìn xem. Đấy, nhìn ông anh tôi ra là không cú sung gì anh. Đấy. Đấy, có giống Tamao TV không? Hello. Chào mừng các bạn đến với Tamao TV. À bây giờ anh sẽ nói một câu của các bạn Tamao TV hay nói. Hai bạn anh vuốt đầu cái này. Rồi. Không cần chào, anh cần như này này. Vuốt lên. Rồi. Tamao TV. Thế anh nói đi đâu? Okay. Được chưa? Xong chưa? 1 2 3. Tamao TV. Không giống nhưng không sao. Đấy, đấy, anh hãy đứng lên. À, hai anh em đứng lên. Đấy. Ok chưa? Đấy. Mọi người nhìn xem anh cứ cúi đầu xuống. Đấy, rất giống Tamao TV đúng không? Ok. Xoay một tí ạ, xoay vào. Đấy. Rồi, quá đẹp luôn. Quá Tamao TV luôn. Kiểu này là cũng ra đường là cũng được đấy. Cuộc đời lưu lạc của Tamao. Tròn này, vuông này, tam giác. Rồi. Ờ, cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.